Em chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Thông tin mua hàng ở trên màn hình nha mọi người. Nào, số điện thoại của em nè, 0348103 nha. Rồi gọi điện hoặc là nhắn tin ha. Rồi bên em thì khách hàng mới thì vui lòng chốt hàng thì chuyển khoản ha. Rồi em gửi hàng. Khách mua quen rồi thì em gửi COD luôn, hoặc là chuyển khoản thì thông báo trước giùm em. Rồi nay em lên video mã 2560 ha. Rồi mọi người bấm vô đăng ký kênh ha, để nhận thông báo mới về video em đăng lên. Rồi, đây có một ít đồ nha mọi người. Nè, đây có cái máy xay xịn tố của Nhật nè, với máy massage nè, máy khò nóng ha. Rồi chân máy chụp hình. Rồi máy linh tinh đồ Nhật ha. Đây. Đây là cái máy xay sinh tố nha mọi người. À, cái chén cái cốc ha, cái cốc bằng thủy tinh. Rất là dày nha mọi người. Cầm lên rất là dày, nặng. Đây, lưỡi dao titan nha mọi người. Nè. Màu vàng là dao titan. Titan 4 mặt nha. À. Titan 4 lưỡi. Đó. Lưỡi titan 4 cạnh. À, đây, cần cạnh cái lưỡi nè mọi người. Lưỡi titan nha. Đó. Cái đáy này mọi người có thể mở ra vệ sinh ha. Mở ra nó sẽ nó như vậy. Mình xài rồi mình mở ra mọi vệ sinh, nó rất là tiện. Rồi. Máy thì nó có nè, máy chức năng nè. 1 2 3 chức năng nha mọi người, là 3 tốc độ. Nút này là nút tắt nè. Nó khác màu nè ha. Rồi, motor. Máy rất là nhỏ gọn nha. Dòng này máy nó khá là nhỏ gọn. Cái này là hãng cái hãng nội địa nha mọi người. Top Blue. Đây, để nè. Đây mọi người xem mà. Cái này nó xài điện 100V ha. 160W. 100V 160W ha. Cái cốc này là 1000ml, 1 lít. Rồi. Cốc này mọi người chỉ đặt lên vậy là nó chạy ha. Nghiêng ra là nó tắt ha, đặt lên nó chạy, dở lên nó tắt. À. Nó làm rất là an toàn mọi người. Ví dụ như nó xảy ra sự cố gì nó ngã đồ nó, cái lưỡi dao nó sẽ không có còn hoạt động, nó sẽ ngã là nó tắt liền. Còn máy mà nói thiệt là mấy máy mà gài vô luôn. Ví dụ nó lạc hay nó bể cốc rồi nó vẫn còn quay cái lưỡi nha ha. Tại vì nó gài chặt vô rồi. Con này nên nó an toàn ha. Nhật nó tính toán hết rồi. Đó. Nghiêng ra là nó sẽ tắt. Không có chạy được nữa. Không có làm gắn chết vô ha. Đặt lên là xài ha. Cái này cái nắp. Cái nắp nó cũng bằng cái cao su dẻo nha mọi người. À, nó dẻo ha. Đó, vừa khít luôn. Rồi cái đây là xài nó xài điện 100V nha. Phải chú ý ha. Xài lộn là nó cháy liền á. Nè, test ok nè. Đây em xài vô cái ổ áp 100V nè. Ở này là nút tắt ha. Cái độ nè. Cái một nè. Chế độ này là nhấn nhả nha mọi người nè. Ví dụ như sai đồ ít, cái đồ gì cần phải nhấp nhấp á,
ấp nhẹ cái thôi ha. Rồi hai chế độ nhanh chậm nè. Rồi nó chạy ra khá là im luôn, tình trạng còn rất là đẹp. Rồi cốc thủy tinh nè, đây độ dày cái miệng cốc 7,5 ly nha mọi người. Rồi cái máy xay này có mã là số 1 nha, xài điện 100W, giá 1.200.000. Rồi tiếp theo một con máy, cái này là máy massage nha mọi người. Đây máy massage nè, đây chui cắm của Panasonic. Này bển nó về như vậy mọi người, cái chui nó như bển 2 chui bển luôn ha. Cái bển có thể nó xài rồi nó bị đứt hay bị gì nó thay vô cái đầu ha. Đây cái máy này cũng khá là đẹp luôn rồi. Cái dòng này là nó cái đầu này nó cứng nha mọi người ha. Massage đầu cứng nè, nhưng cái đầu nó như cái gối mọi người, nó cứng cứng đó. Đây nè, massage nè ha, massage có mã nè MD 7000 đó, xài điện 100W, công suất là 20W ha. Nè, có hai tốc độ ha, nhanh nè, chậm nè, tắt ở giữa là tắt. Rồi để cắm điện thử nha mọi người. Rồi đang cắm điện rồi, nhà bật lên nè. Điện không có ăn, để em xếp. Đây. Tắt nè, bật nè. Đó mọi người thấy nó rung không? Đây nó rung. Đặc biệt cái máy này lật ngửa lên nó sẽ tắt nha mọi người. Nè, rồi ha. Rồi nghiêng trở lại cái nó tự động nó chạy nha. Lật ngửa vậy là nó tắt nha. Nè, rồi thấy nghiêng lên nó tự nó tắt. Cầm xuống vậy thì chạy ok nè ha. Không biết nó thiết kế vậy nữa để làm gì nữa. Rất là lạ nè. Nghiêng qua là nó sẽ tắt ha. Rồi máy dùng để massage là mọi người có thể ấn lên, ví dụ như massage trên lưng ha, ấn lên lưng sẽ giúp cho mình thoải mái, không có bị mỏi. Ở đây là nó bọc cái lớp không biết bằng gì nữa, nhưng mà nó cảm giác nó cứng cứng mà. Còn khá là ok, khá đẹp. Rồi cái này mã số 2 ha, xài điện 100W, giá 700.000. Rồi tiếp theo một con khò nè, con máy khò này rất là mới luôn nha, chỉ thiếu cái hộp thôi nha mọi người. À, máy nè,
cái đế để gác cái máy lên ha, gác cái súng cò lên nè. Cái này là cái lưới lọc, lưới lọc nó nằm ở sau cái quạt mọi người, xài mốt khai vô ha. Đó. Còn sơ cua luôn, cái trong còn mới tinh nè. Con này gần như nó chưa, nó mới bật một hai lần, gần như mới luôn á, như em mới bật một lần nè, em thử cho mọi người, cái nó ửng ửng cái lớp thép ở ngoài đây lên nè ha, chứ nó trắng tinh luôn. Là khi mình xài rồi nó sẽ vàng lên ha, còn chưa xài thì nó trắng nè, mọi người thấy nó trắng không? Rất là mạnh luôn nha, máy khò rất là mạnh mà nó êm. Hai chế độ quạt này, chế độ khò nóng. Rồi. Cái này là xài điện 100V luôn nha. Công suất 1000W. Máy khò của Sweat của nội địa Nhật nha. Dây điện nguyên zin, dây chống cháy. Dây này rất là dài luôn. Dây dài 3m nha mọi người. Dây điện zin dài 3m. Để bật thử đây. Đây là nó khò gió nâu mát rồi mọi người ha. Bật lên trên màu đỏ này là nó nóng nha. Rất là nhanh, bật lên là nghe nóng liền luôn, nó đỏ cái lưỡi cái bên trong lên luôn đó mọi người ha. Được chót không, rất nóng luôn nha. Để bật gió hồi cho nó nguội. Rồi cái chân này nè là để gác cái máy lên nha mọi người ha. Cái máy vậy ha. Đó. Đó gác cái máy vậy ha. Rồi, máy khò này mã số 3 nha. Xài điện 100V, 600.000. Cái này toàn thân nó bằng thép xi ha, rất là đẹp. Nè. Sáng bóng luôn. Máy này chỉ thiếu cái hộp thôi nha mọi người. Nè, đầy đủ rồi. Như mới. Thiếu cái vỏ thôi. Rồi tiếp theo là một cái cân, nhưng mà đây là cái cân treo nha, cân treo của Nhật nè, hãng SK. Cân này treo được 0 đến 500 gram ha, không nè. Đó, rất là chính xác nha mọi người, cái lò xo Nhật cũng rất là chính xác, bao nhiêu năm vẫn bền và chính xác tuyệt đối nè, lò xo mới tinh. 500g ha, nửa ký á. Dạng treo. Cân siêu nhỏ. Vạch treo nó là 50g. 50g đến 500g ha. Đó. Cân nhỏ nhất được 50g một vạch nha mọi người. Rồi cái cân này mã số 4 ha, 250. 250 nha. Rồi tiếp theo một cái kìm, kìm này cũng hàng chuẩn thị trường Nhật mà không, nó cái tem nó bay đâu mất rồi, không thấy cái tem hiệu. À, lưỡi xài rồi nhưng còn cắt ok, cắt dây điện rồi ok nhưng mình đây cắt thử còn dây điện. Kìm này thì cắt dây điện như nhôm nó ok nè, dây điện này ui còn dây điện 3 lõi luôn và cái vỏ bên ngoài nữa. Đó. Rồi, bán ngót kìa.
điện, dây nhôm, dây ống nước, ống này kia. Ok rồi, thanh lý 150 không rồi, mã số 5 ha, rất là rẻ. Rồi tiếp theo một con cắt kiến nha mọi người. Rồi con cắt kiến của Remini ha. Đây, Remini. Remini made in Remini. Hiệu Verbo. Đây. Của Đức. Nó có 6 cái lưỡi cắt nha mọi người ha. 1 2 3 4 5 6 ha. Kích cỡ cái lưỡi nó khác nhau mọi người. Độ dày mỏng á. Đó. Mọi người muốn cắt sao thì cắt ha. Lưỡi còn nguyên, tình trạng ok. Này là cắt kiến nha mọi người. Đó. Chỉ cần đưa xuống cắt là nó đứt ha. Cái lưỡi nó đưa cắt lên kiến nó khá là sắc ha. Mình xào bình thường nha không có cảm nhận được, nhưng mà cắt lên kiến nó sẽ rất là sắc. Rồi 6 lưỡi khác nhau. Mọi người muốn đổi sang lưỡi khác thì mình sẽ nới con ốc dẹt đây nè, và xoay qua và xiết lại nha. Chứ mà nới là nới lỏng, để lỏng nó là nó sẽ rơi ra đó. Cái này là phải xiết lại, mỗi lần xài được một đầu ha. Nếu xài đầu kích cỡ nhiều thì mình xài. Đó, 6 cỡ lưỡi trong một. Rồi. Rất là nhỏ gọn nè. Bỏ túi luôn, bằng ngón tay. Rồi mã số 6 ha, 300.000. Cái cắt kiến Remini. Tiếp theo số 7 là một cây vít gốc nè mọi người, cho mấy bác xài xe máy này kia ha. Xe máy làm mời việc máy móc, mở chi tiết máy đồ ở trong mấy cái kẹt mình mở cái tua vít bình thường không được á. Lấy cái này ha, gắn đầu mũi vít lên vô ha. Cái này em bán cái cần thôi nha mọi người. Trời, không có mũi vít. Hết rồi. Đó, chỉ có cần thôi nha. Rồi về kiếm mũi vít nhé cho thôi. Đảo chiều ok hết nha. Này. Cái này hiệu Hàn Quốc. Chuẩn quét nè. Nó mã seri được. Chúng xài ok, rất là nhỏ gọn bằng ngón tay. Rồi giá 150 nha, mã số 7 ha. Rồi tiếp theo cái ổ khóa sẽ nhật, ổ khóa số nha mọi người. Khóa này ổ khóa số ha. Khóa bằng mã số, mới tin chưa xài. Còn cái mã treo ở đây luôn nè. Mã số trên lần cái ổ khóa nó sẽ xuất ra, nó sẽ treo cái mã số. Để mình nhớ mình xài ha. Mình xài rồi mình vứt này đi, mình nhớ số rồi ha. Rồi giờ mở ra thì mọi người sẽ tìm ra cái thân ổ khóa, nó sẽ có cái mũi tam giác này nè ha. Đó, giờ số này không mở được nè ha, mình chỉnh đúng mã thì nó mở được. Rồi đây. Ổ số này rất là bự nha mọi người. Nó cũng khá là to đó. Rồi là size to size 35 rồi nè ha. Cái rộng nó nè, rộng nó tới 6.4 nè. Rồi, đường kính rộng này là 150 mm. Đó. Khá là to, chiều cao 6 cm. Rồi, ổ này mã số, ổ khóa mã số 8 ha, 200.000.
rồi em tiếp tục. Đây là hai cái đài nha mọi người, và hai cái đài bỏ túi sách tay ha, đài dò đài FM radio rồi. Hai cái mã 9 với 10 ha. Đây nó xài pin nhỏ này hết nha mọi người, pin pin giống vậy nè, pin bỏ remote TV á. Hai con hoạt động ok hết. Đây hiệu nè, cái hiệu này của Nhật mọi người, khó đọc quá, audio cơm gì đó. Đây FM ha, FM AM dưới là tắt. Rồi cái volume này mọi người dò đây ha, có mấy tần số nữa ha, tần số như trong hình đó. Đèn báo này, báo tín hiệu sóng. Bạn trẻ có thể phát huy ý nghĩa cho cộng đồng ạ. Nói chung là thời đại học rồi. Chị nói, ví dụ như ở phường cái máy rửa tay tự động đó là cũng sẽ thấy các bạn luôn, nhưng vẫn có cái gì đó truyền thống là về thủ công. Đây là giờ AM, giờ FM. Song viện huyết thanh Ấn Độ phát tác đẹp sai đến tốt triệu là phát sinh phát trang COVID-19 sai lên phát đẹp ca tường lên kênh tòa hô chiền phát kỳ song giá tòa làm thương tấn vô tòa. Rồi tắt. Rồi đài này mã số 9 ha mọi người, 300 ngàn. Rồi con này mã số 10. Con màu đen này thì nó có thêm một cái tính năng là cái đồng hồ mọi người. Đây. Nó có cái màn hình đồng hồ đó. Với cái đằng sau nó có kẹp vô cái túi được. Kẹp này để kẹp vô túi mọi người. Và ở đây nó có một cái gắt cắm nguồn ha, cắm vô 3V là mình xài. Có rắc này thì cắm vô xài. Rồi vẫn là cái tai nghe rồi nè, đeo vô cũng ok. Rắc tai nghe. Rồi ở đây nè. Rồi bấm pin vô nó sẽ thấy đồng hồ. Đồng hồ hình như là nó sẽ hiện hiện hoài như vậy ha. Để mình coi giờ. Khi không nghe đài thì nó sẽ như cái đồng hồ. Rồi để chỉnh qua đài thì mọi người bấm đây tiếng Nhật không ạ. Ở đây là cái volume nè. Ở đây như nó có cái báo thức nữa nha mọi người, nhưng mà chưa biết chỉnh như thế nào nè. Có hình cái chuông báo thức nè. Mọi người về nghiên cứu nha. Rồi đây, bấm đài mọi người, nó đang đồng hồ mọi người, bấm cái nút nguồn này một cái sẽ chuyển qua đài này nha, đó. Qua tần số đài rồi giờ dò. À, cái volume nó ở đây ha, dò đài lúc này ha. À, dò đài volume âm lượng. Rồi đài dò ha.
cái này như pin nó yếu mọi người, nó bị chớp chớp. Đây thì nó ra đài mọi người, nhưng pin yếu nó không cho mình bật cái volume lớn nó sẽ bị tắt, pin yếu á. À mọi người nghe không? Rồi ngay đài. Cái này cái anten nó xài nó âm vô cái cọng dây rồi luôn nha mọi người. Đây, cái anten nó là ở đây nha. Anten nó là cái này nè. Đó. Đó, giờ là ok hả? Bên nó yếu rồi, nó mờ rồi nè. Thấy nó rõ đó. À, mấy cái này không biết chức năng gì mọi người, mọi người tìm hiểu ha. Cái loa này pin nó đầy, nó cũng lớn cỡ như vậy luôn mọi người, hai cái nó nhiều nhau. Rồi cái đài màu đen này mã số 10 ha, 400 ngàn. Nó bật lớn lên nó sẽ tắt, nó hết pin đó, nó yếu pin đó. Rồi. Rồi cái đồng hồ này nó sẽ hiện lúc nào nó cũng hiện. Đó, có pin là nó hiện nha. Chức năng nó là cái đồng hồ và nghe đài. Rất là hay. Đây, pin hết rồi. Yếu. Rồi mã số 10 ha, 400 ngàn nha mọi người. Một cái đài mini vào túi. Cái này nó dính keo vậy mọi người. Mọi người rảnh cào nó ra, nó dính miếng keo. Không biết keo gì nữa. Đó. Tình trạng ok. Chân còn đẹp. Lại dính miếng keo. Rồi tiếp theo một cái vòi bơm bánh xe nha, vòi bơm bánh xe hai đầu mọi người nè, một đầu nè, hai đầu nè, như mới. Cái này nó hiệu này mọi người, WTB đây, WTB ha. Đây, rất là đẹp. Test nước rồi, kính hơi cho mọi người. Bơm rất là ok luôn. Con đồ ngon. Như mới. Còn rất đẹp luôn. Quá đẹp. Đây, kích thước nó là 18cm thôi. Rồi, cái con bơm bánh xe này mã số 11 nha, 200 ngàn. Rồi nay về cái keo cây kéo tỉa này mọi người. Cây kéo tỉa cành bonsai. Cho mấy bác tìm kéo tỉa bonsai nè. Tỉa chân dài nè ha. Hàng nội địa Nhật. Mọc nè. Chân dài. Lưỡi nào quan trọng cái mũi nè mọi người. Nhọn ngoắt luôn. Lưỡi nguyên zin nha. Chưa có sửa mài lại nha. Đó. Nguyên nhiên còn xài ok, bén. Đây, tình trạng nè. Nó đen đen vậy chứ xài nó bén. Nó còn zin đó. Đó. Rồi, cắt thử cái giấy này nha mọi người. Đó. Ngọt ha. Đó. Ngọt ngào nha, nhẹ nhàng, nhấp rất là sướng. Ở này là size 21 ha, à, 21cm rồi.
còn nguyên cái bao của nó luôn. Nó vẫn nó về vậy. Rồi con này 600 ngàn mà số 12 ha. À con này độc nè, con này cho mấy bác nào thợ làm mấy chung là cần đến cái này. Cái kiến xoay để nhìn mấy chỗ hốc hốc ngóc ngách đâu này kia ha, làm việc mình cũng nhìn vô ngóc ngách đó nha, nhìn mấy chỗ khuất á, chỗ khuất là đưa vô nhìn ha. Đặc biệt nó rút ngắn nó còn 20 ha nè, nhưng dài nó khá là dài luôn nha mọi người. Đây cây này lần đầu em thấy cái cây nó dài như vậy luôn nè, để đo lại. Rồi 1m1 nè, 1m1 là tính trên cái gập gù này luôn, thẳng kiến ra là gần 1m2 luôn. Rồi 1m1 nè, chặt nó như cái anten rất là dài, xôi đồ rất là sướng nè, xôi nó hóc ngách để mình làm việc kiểm tra xem nó có bị gì không nè. Đó, cái chỗ khuất á, ví dụ trần nhà này kia ha, xem ở trên trần cái cạnh này kia đồ chỉnh sao được lên là xem. Loại này rất là chắc chắn luôn nhưng mà cây này hàng cực kỳ chắc chắn luôn nè, người xem mấy khớp nối nè, thép rất dày luôn nha. Đây đúc dày, cái lắc léo này nè, cái gọt gù này nó cũng cực kỳ chắc luôn á, gọt gù rất chắc luôn đó, gọt gù 180 độ nè. Rồi cái này là đồng nha mọi người, cái cống bằng màu đen này nó bằng đồng à. Nguyên cây này nó bằng đồng nó mà nha mọi người, đầu ở đây bằng thép rất là bền, kiến cái kiến vuông nè, cái kiến vuông 5 cm ha, 5 x 4, 4 x 5 cm cái mặt kính. Rồi cái bộ kiến soi này có mã 13 ha, 400 ngàn. Rồi tiếp theo một con vít đóng nha mọi người, cái này con vít đóng này đây, cái này là cái hộp nhưng mà khác cái cây vít nha, tại vì cây vít này nó về đó, người ta bỏ vô trong cái hộp này ha, nó khác hộp. Đó hiệu nó nè, M-River. Cây này đóng xài ok, nói chung là đóng xài ok hết, nhảy ok, nhưng mà nó khuyết cái là nó bị mất cái vòng ở đây nha mọi người ha, là cái vòng kẽm ở đây nè ha, để nó giữ cái cây chốt này nè, cho nên mọi người xài mọi người quấn cục kẽm là ha, quấn cục kẽm rồi, quấn kẽm như vậy mọi người, ý em nói là như vậy nè ha, để giữ cây chốt không có còn nó bung ra đó, nó quấn kẽm như vậy là xài thôi ha, đóng thì ok hết nè, mũi 4 mũi, chung bệnh về nó 4 mũi như vậy ha, có mũi vừa xeo nè, mấy mũi này vừa xeo mọi người, mũi hãng vừa xeo nha, đây vừa xeo nè, in vừa xeo luôn, đây mũi như vậy ha, này là hai mũi BH2, hai mũi luôn, được hai mũi thông dụng nè, với mũi BH3 ha, rồi mũi dịch dẹt. Đó, xài là nó như vậy ha, gắn vô.
coi cái này nói chung nó khuyết, với lại hộp đồ nó không đúng, em thanh lý rẻ nha mọi người, xài thì ok, thanh lý rẻ nha, 400 ngàn, mã số 14 nha. Là cái hộp của vài sale luôn, 400 ngàn, bác nào họ xài ha. Rồi tiếp theo về cọng dây mài khuôn nè, mấy bác kiếm hỏi em cọng dây mài khuôn hôm bữa hết rồi nè, ai có cọng dây mài khuôn nè, cọng dây này rất là đẹp nha, cốt 6 ly mọi người, cốt zin 6 ly đây, 6 ly kẹp vô máy khoan rồi ok hết nè, hoặc máy chuyên dụng mài khuôn 6 ly ha. Rồi cái đầu này, đầu này là đầu kẹp nhanh nha, nè vặn ra là kẹp nha, rồi nó kẹp 6 ly trở xuống nha, từ 0 đến 60 ly cái đầu kẹp này, kẹp mũi khoan hoặc là mũi mài khuôn gì cũng được. Đây 0 đến 6 ly ha, 6 ly vô nó kẹp ok nè, đó kẹp vào rất là nhanh, phải kẹp được mũi nhỏ. Ê, xếp là nó như vậy nè ha. Đó, kẹp mũi nhỏ xíu luôn, không chấm mấy luôn cũng được, 0.5, 0.1. Quay rất nhẹ nhàng, đầu còn rất mới nha, chuẩn. Đây. Em kẹp vô cái đầu mũi khoan nè mọi người, nó như vậy ha. Đó. Rồi, tao đã luôn. Đó. Kẹp chặt lại nha. Cọng dây này nó dài tầm, để em đo lại rồi 1m2 luôn nha mọi người, này gần 1m2 nè, nó là 2 ô gạch luôn. Đây nó thiếu chừng 2 phân nữa là 1m2 nha mọi người ha, 2 phân thiếu 1m2, 1m2 thiếu 2 phân ha. Đó. Rất là đẹp, dây là dây mềm mà nó chắc chắn. Đây mọi người. Rồi coi nó mềm. Đó. Đầu bấm cốt dày dặn. Tình trạng còn rất là đẹp mới. Mã 15 nha, 600 ngàn. Rồi tiếp theo một cái mũi khoét của thương hiệu Izumi của Japan ha. Mũi khoét hàng Izumi. Izumi là mọi người biết rồi, nó chuyên mấy đồ rất là xịn và chắc chắn, nội địa Nhật. Đây, mũi này khoét nha mọi người. Mũi khoét 6 phân ha. Đường kính 6 phân. Không dụng. Đây 6 phân nè. Rồi cái mũi tâm này nó có là 6 ly. Mũi khoan tâm 6 ly. Mũi hiện tại nó là cái mũi khoan sắt mọi người. Mũi khoan tâm nè.
À, có nghĩa mọi người khoan gỗ ha, hoặc là khoan hạch cao, khoan trần nhà, bắt đèn này kia rất là ok. Đặc biệt cái này nó có cái cân livo để cân nước nữa nè, có cân livo luôn. Rồi ở đây cái này nó xài như thế nè mọi người, kẹp cái này là vô, kẹp vô máy khoan ha. Nè máy khoan kẹp vô nha nè. À, kẹp vô luôn. Rồi. Rồi ở mặt định nó sẽ là, ở đây mình chọn chế độ nha mọi người, chọn cái độ sâu của cái lưỡi nó vô 5 phân đến 5 ly, nói là 5 ly đến 30 ly ha, 30 ly có nghĩa là 3 phân á. À. Và mình chọn dưới đó là trên đây nó sẽ như vậy nè. Có nghĩa là khi mình quan cái lưỡi nó sẽ ló ra mọi người. Lưỡi còn rất là bén nha, thử trên gỗ và nó rất là bén luôn, lưỡi còn nguyên chưa có mẻ gì hết, lưỡi hợp kim nè, rất là bén. Cái này có nghĩa là khi mọi người khoan vô á, nhấn vô nhấn xuống á, nó sẽ ló cái lưỡi ra nha. Ha. Dù mọi người chỉnh trên đây 30 nè ha. Nhấn xuống nó sẽ ló ra 30 ha. Đó, nghĩa là nó sẽ ăn cho 30. Chỉnh 20 thì nó sẽ ló ra 20 ha. Cái này như là lúc lên khoan lên vật thể nó mới ló ra được nha mọi người. Đè xuống rồi. Còn khi không nó không có nó lót. Đó. Đã thử nó rồi, nó ló ra nó khoan ok. Còn phải nhấn xuống. Đó, cái thiết kế nó là như vậy ha. Rồi giờ trong ai xài qua cái này rồi thì sẽ rất gần để mà xài ha. Em thì chỉ thấy nó như vậy ha mọi người, chung là nó sẽ lòi ra nhưng mà chỉnh trên đây nè, mà khi không về thì nó không có lòi ha.
là khi khoan vô nó sẽ đè cái này vô trước mọi người ha, rồi nó sẽ cho mình nhấn xuống, còn khi không về mình nhấn nó cũng được đó. Nói chung tình trạng như vậy mọi người. Rồi em bán là mã số 16 ha, 600.000. Cái lưỡi này á, cái kích thước chiều dài nó toàn bộ nó là 27 cm nè. Cái khe này là hút bụi nè, khoan cái bụi nó sẽ vô đây hết ha. Ví dụ mình khoan trần nhà đút lên khoan bụi nó vô đây hết, rất là tiện luôn. Còn cái này cái gì ta, cái này cũng không biết cái gì nữa. À, để khi mà mình gác vô định tâm nó không có bị ăn vô ngay cái mặt tường ha. Có cái này đỡ rồi nè, nhấn xuống nó mới ăn ha. Này cái tay cầm đó, cầm như nè. Rồi mã 16 ha, 600.000 cái bộ lưỡi khoan này. Rồi tiếp theo là một cái con chatbot ha. Đây, về hai con chatbot, một con mini. Đây, con mini này cực kỳ đẹp luôn mọi người, đẹp độc, Japan, hiệu Hanza. Đây, made in Japan, full toàn bộ inox nè. Người coi mấy chi tiết nó bằng inox hết nè. Inox dưới bên này là bằng đồng luôn rồi. Cái ống anten này là bằng đồng, thường đa số Nhật nó làm bằng đồng hết. Đó, con này nói chung nó hoàn hảo hết, nhưng nó có một cái khuyết là nó hình như nó bị rơi một cái mắt này nha mọi người. Em coi đâu, cái mắt mà cái này là em không có mở rồi, chưa có mở rồi nữa, trong bán luôn. Cho bác này về nghiên cứu mở ra coi nó còn chỏng thì mình làm, mình cần mình gắn lại nè ha. Có nghĩa là mỗi một mắt nó sẽ có một cái nhọn trên trong nè. Đây nó bị rớt chỏng hay là không biết đâu nữa, nhưng hàng nó về vậy thì em bán luôn ha. Nè, chưa mở ra, tại vì mở mọi người mở cái đít rồi mở trên đây nữa ha. Đây vặn ra nè, vặn cái này ra nè, rồi phải rút từng đốt này ra nó mới xuống được tới dưới đây ha, mới gắn cái này rồi mới gắn từng đốt, từng đốt, từng đốt, từng đốt lên ha. Đó mọi người hiểu không? Nè cái này thì mở ra dở rồi đó nè, mà để mà gắn lại nha mọi người, nếu mà nó còn chỏng á nè đó, nó rất là mất thời gian nha đó, cho nên bán luôn nha. Gắn từng đốt dưới rồi mới gắn lên nút trên lên tới trên đây ha, gắn lại. Nó như cái vòng cung vậy, cái nó bung hai cái mũi nhọn ra, gắn vô, gài vô. Rồi, gắn lại. Nếu mà nó rớt thì nó rớt chỏng mọi người ha. Em chưa coi không biết nó ở đâu luôn. Chứ ở đây nó chưa tháo ra sao mà nó rơi ra được ha. Đó, nhưng mà muốn lắp lại thì phải lắp từng nhông đoạn vậy. Cũng khá là lâu á. Lại phải kỹ mới lắp được, nó búng ra mắt luôn. Rồi đó, tình trạng nó là mắt rớt cái đốt, rớt một cái bi đây ha. Bi này chỉ nó chỉ lọt vào trong thôi chứ nó không có rớt ra ngoài đâu, thể nó bị kẹt cái nó lọt vào trong đó, em đoán là vậy chứ chưa có bung ra để mà coi mà biết nữa. Rồi cái này thì quá đẹp luôn, cái dòng chatbot này phải nói nó thiết kế cực kỳ cao cấp luôn, cực kỳ cao cấp luôn nha. Toàn bộ này bằng inox à. Ngay cả cái ben này nó cũng làm quá đạp độc luôn nè mọi người. Ben máy đứng nè, ben đứng để chụp nè, nó ben bằng cái này nè ha. Cơ cấu nó ngộ ra đó, ben lại bên chụp đứng nè, này gắn máy vô nè. Rồi cái này là
Mọi người muốn xài điện thoại mua ngoài tiệm hoặc là ngoài đường nó bán cái giá để điện thoại có 15-20 ngàn nha mọi người. Vặn vô cái này rồi là kẹp điện thoại được ha. Còn này cơ bản nó là kẹp cái máy chụp hình. Rồi ở đây rút gọn lại là 25-26 cm. Rồi chiều dài cái anten cái chân này kéo dài ra là 1m150 nha. 1m150. Ở đây nó có khóa chân nha mọi người. Kéo hẳn ra mình lắc qua một bên nó sẽ khóa nè. Đó nghe cái tách vậy là khóa. Còn lắc trở lại thì nó rút vô được ha. Mình phải khóa ở trên và muốn rút vô thì mở cái nắp trên trước và nó sẽ tự động chui mấy cái nắp dưới vô ha. Nè. Cái ben này nó y như cái xe ben luôn. Có cái cốt để nó ben. Rồi. Đây. Rồi. Ben nè. Chụp hình quay phim luôn được. Rất đẹp, cầm nặng tay rất là sướng. Bên ngoài này nó sơn dạng tĩnh điện luôn rồi. Tĩnh điện cái vân rất đẹp dày. Nè, người coi nước sơn nguyên. Chỉ khuyết một cái là nó rớt cái bi đó ở đâu á, không biết luôn. Cái trọng á. Thì chưa có mở ra là chưa có biết được nó trọng ở đâu ha. Mọi người mở ra thì phải mở từ từ vậy mới mở xuống tới dưới và gắn vô thì từ cái dưới gắn lên trên ha. Nó vậy á. Rồi. Để 600 ngàn, mã số 17 nha mọi người. Rồi cái chân này là cái chân dạng to nha mọi người. Chân này là to. Đây. Khá là to nha, của Hakuba. Chân Hakuba khá là to luôn nha. Chân này dạng tải nặng luôn mọi người. Tải đồ, nói chung là đồ nặng à, máy nặng mọi người, máy bự. Tải máy bự nha. Đây nó bung ra như vậy nè, giống như cái chân nhện nè. Đó, khá là rộng luôn. Đây là nắp 60 nè mọi người. Chân nó đứng 60 ha. Rất là chắc chắn nha. Ngừ đu lên được luôn nha mọi người. Cái này em nhúng lên nó cũng ok luôn rồi. Là chân ngắn vậy ha. Chân lùn ha. Rồi kéo dài ra thì nó vẫn kéo dài. Rồi đây là cái ben để nâng cái lên nè. Bằng cái khúc trên lên nè mọi người. Rất là nhẹ nhàng. Đó. Đó. Rồi có thể kéo bằng tay hoặc là quay. Đây, chân này nó hai nó đây, rồi xem cái đó. Nó hai cái tay quay nha. Chuyên để quay phim hoặc là chụp hình cũng ok nè. Nó lắc léo, mình muốn quay đâu mình quay ha, nghiêng đâu mình nghiêng. Đó.
Đây, cái này nghiêng máy, nghiêng máy đứng nè. Rồi cái này vẫn có cái mở nhanh nha mọi người, thao tác nhanh, cái gắn vô cái máy mọi người, gắn vô cái máy và mình gài cái máy lên đây là xong ha, rất là nhanh chứ không cần phải ngồi vặn vô cái máy nữa. Đó. Rồi cái chân này để kéo dài ra. Nó có 3 đốt mọi người nè. Xem 3 đốt ha. Đó nó vậy. Kéo dài ra nó 3 đốt. Rồi chân này đứng cỡ 1m6 luôn nha mọi người. Mình có thể đứng chấm cái chân lại như vậy ha. Nè, mình thấy đứng chấm cái chân lại. Hoặc là banh nó ra nữa ha. Banh nó ra như vậy ha. Nó mở rộng cái chân dưới mình ra ha. Hoặc là đứng gom gọn là mọi người chỉ cần siết cái ốc này là nó cố định cái chân. Rồi chiều cao nó là cỡ 1m6. Rồi chân này tải cỡ khoảng 5-6 kg là ok luôn mọi người. Rồi tải nặng nè. Rồi đây, cái này là đầu chân đó nè, đầu chân đó mọi người phải vặn vô để nó đứng bằng cái chân cao su ha, à, cao su nè. Đây, dưới đây bằng thép, rất là cứng, thép nè. Rồi toàn bộ trên đây là bằng nhôm, nhôm chịu lực và thép, tay bằng thép nè. Rồi chân này chiều dài khi rút lại nó còn 58 nha. 58 kéo dài ra là 60 ha. 58 đứng chiều cao đứng là 60 ha. Rút gọn là 58. Rồi một cái chân khá là to và chịu tải nặng. Chân Japan hiệu ha, hiệu là ha Hakuba, Hakuba Japan sản xuất. Chân chơi bot cho máy chụp hình dạng chuyên nghiệp, chụp hình chim hú cò đồ này kia ha, đi chụp ở ngoài mọi người. Người xài máy bự lên bự cần cái chân chắc chắn ha thì nó ok. Rồi mã 18 nha, 1.200.000 chân nè. Rồi em cảm ơn mọi người nha, chào mọi người, hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha.